Và thưa quý vị, lúc này thì tại khu vực Trung Âu và Tây Âu cũng đang bị ảnh hưởng rất lớn bởi cơn bão Boris, đặc biệt là từ ngày 11 cho tới ngày 17 tháng 9, khiến cho ít nhất 24 người thiệt mạng và một số khu vực vẫn còn nguy cơ ở trong tình trạng là bị lũ lụt. Trước thực trạng như thế thì vào ngày 20 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban châu Âu công bố đã chi 10 tỷ euro để hỗ trợ các nước Liên minh châu Âu khắc phục hậu quả của cơn bão này. Phát biểu trong buổi họp báo tại thành phố Wroclaw của Ba Lan cùng lãnh đạo các nước Áo, Ba Lan, Cộng hòa Séc và Slovakia, Chủ tịch Ủy ban châu Âu bà Ursula von der Leyen cho biết EU có hai nguồn là quỹ gắn kết và quỹ đoàn kết có thể giúp các nước bị ảnh hưởng có thể khôi phục và tái thiết. Tôi ở đây để trấn an các bạn rằng châu Âu luôn sát cánh cùng các bạn, giờ là lúc cấp bách và tất cả chúng ta phải cùng nhau vượt qua thử thách này. Bà von der Leyen cho biết 10 tỷ euro, tương đương 11,16 tỷ đô la Mỹ, sẽ được trích từ các quỹ liên kết của Liên minh châu Âu-EU và một số điều kiện để phân bổ các quỹ đó sẽ được dỡ bỏ để việc giải ngân diễn ra nhanh chóng hơn. Bà cũng tuyên bố rằng sẽ sử dụng tiền từ quỹ đoàn kết của EU để tái thiết cơ sở hạ tầng của các quốc gia thành viên bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Bão Boris gây mưa lớn bất thường tại châu Âu, trong đó có khu vực ghi nhận lượng mưa lớn nhất trong 100 năm. Chỉ riêng tại Ba Lan, ước tính thiệt hại do cơn bão đã lên tới 8,06 tỷ euro.